lũ chi bay hơn phùa em nở. Chép khó rằng bà năm ta chẳng khôn xứ nguồn, coi dù em nở bia nắc nhà xếp lại, coi dù ai nở lâu kẻ ai nhà kín lại. Dần ra lu mai lu nhìn em nhang long lầy lu bao lầy ngoài nà em in mau ai trên năm ta phố mùa lón lại ca khay bay nỡ vừa mía thở coi bứng lẹ cằn muôn chờ phú già chiếc chờ ai. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.
Thank you.
Đường hơi khó đi anh em ạ. Hơi vất vả cho đội nhà trai một tí. Go!
rồi, bày thần ơ, quầy nạc đây. Đồng chí đây mệt nhất này. Đồng chí tóc trắng cả. Chụp quay bên trên, chụp quay bên dưới. Có đây búa tao cần đây. Ông búa mà đây. Ờ mẹ. Nào ơi.
Đội nhà gái, đội nhà gái mạnh mẽ quá. Rồi. Tay đâu? Hai, ba. À vâng, kính thưa quý vị anh chị thân mến, thì sau khi nhà trai đón dâu cũng như lấy đồ xong thì bây giờ nhà gái sẽ lại tiếp tục đi xuống bên nhà dạp để sắp xếp cỗ cho ngày hôm nay nhé quý vị anh chị. Đây. Bây giờ sẽ đi xuống. Ở trên này là khu nhà gái này. Con đường tình yêu đây. Hôm nay Đức không dám đi xe máy lên trên này luôn. Lúc lên thì không sao nhưng mà sợ lúc xuống ấy. Sợ nó trơn. Đây. Con đường tình yêu đây này, quý vị chị. Đi. Bản cẩm mái đỉnh luôn đấy. Đây quý vị anh chị xuống đến đường quốc lộ 6 rồi. Ở đây là thuộc địa chỉ bản Cẩm, xã Thơ Mòn, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La nhé quý vị anh chị. Đồ thì sẽ mang xuống đến dưới này thì cho lên xe thùng. Cũng như là cô giáo chú rể thì sẽ đi xe rau rể. Đây quý vị anh chị thân mến, là nhà gái ở tít tít kia kìa. Đó. Giờ đi xuống dưới này để lên xe rau cũng như là xe đồ, xe thùng kia. Xe cô rau thì đã di chuyển rồi để quay đầu. Đây. Lũ chi bay hơn phùa em nở chép khó sáng bản năm ta chẳng khôm xứ nguồn coi dù em nở bia nắc nhà xếp lại coi dù ai nở lâu kề ai nhớ kỳ rồi như vậy là con dâu đã về nhà trai và cuối cùng đây một chiếc xe thùng xe chở đồ như quý vị đi. Rồi, đoàn xe đã xuất phát. Cảm ơn quý vị anh chị đã theo dõi video của Đức nhé. Bây giờ video tiếp theo sẽ là Lễ Vũ Quỳ nhé quý vị anh chị. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị anh chị trong thời gian video Lễ Vũ Quỳ. Gian phú dần ra lu ngài lu nhìn em nhang lông lầy lu bao lầy ngoài nà em ính mô ai chết năm ta phố mùa lón lại ca khay bay nỡ phố mía thở coi bứng lè căn muôn chờ phú già chiếc chờ ai của em nở chép khó sáng bản năm ta chẳng khôn xứ nguồn coi dù em nở bia nắc nhà xếp lại coi dù ai nở.